hôm nay ở Việt Nam mình là ngày 24 dương lịch, nó nhằm vào ngày 27 âm lịch, có nghĩa là ngày 27 Tết á. Thì trong những ngày này á, mọi người đều rất là bận rộn và bận bịu để chuẩn bị mọi thứ, cũng như là dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của Việt Nam. Thì những ngày này mình cũng cố gắng sắp xếp thời gian, tranh thủ để dọn dẹp nhà cửa cũng như là chuẩn bị một số thứ để chuẩn bị đón Tết. Thì trong cái lúc mà mình chuẩn bị như thế này đó, mình có làm cái video và mình chia sẻ với mọi người. Thì bây giờ xin mời mọi người cùng xem cái video mình chia sẻ nhé. Thì để dọn dẹp nhà cửa đó, mình sẽ làm những cái việc như sau nè. Mình sẽ trang trí bàn thờ Thiên Chúa. Đầu tiên là mình sẽ trang trí bàn thờ Thiên Chúa, dọn dẹp ha, lau chùi bụi bặm, quét màn nhện, lau chùi bàn thờ Thiên Chúa trước. Mà mình là người đạo Công giáo mà, cho nên là mình phải lo bàn thờ Thiên Chúa trước đó, cho nó ok ha, gọn gàng ngăn nắp, quét chùi màn nhện cho nó sạch sẽ ha. Đó, rồi mình cắm hoa lên cho đẹp. Đó, đó là cái bàn thờ. Rồi mua những cái câu đối này nè, đó, mua những câu đối ngày Tết này nè, mình treo lên đó, nhìn cho nó được lộng lẫy hơn ha, nhìn cho nó sinh động bắt mắt hơn đó. Những câu đối này nè, ở ngoài bán nhiều lắm, cũng giá cũng mềm mà chứ không có mắc lắm đâu đó. Hai bên hai câu đối ha. Đó. Mình xa cho mọi người coi nè. Đó. Thế như thế này. Đó, đây là cái bàn thờ. Cái tủ. Cái tủ cũng như là cái bàn thờ nhà mình. Đó. Đây là bàn thờ tổ tiên ha. Thì mình sẽ lau chùi, quét dọn rồi lau bằng nhện bụi bặm gì đó cho nó sạch sẽ. Ngày Tết mà phải chuẩn bị cho nó chu đáo chứ, đúng không? Đó, bàn thờ ông bà. Okay, ha. Đó. Rồi, thì đây là một cái cây mai tự chế ha. Một cây mai giả tự chế đó, nhìn cho nó sinh động hơn ha. Thì mình không có mai thật thì mình chơi mai giả thôi, cũng ok thôi. Đó, mọi người nhìn nè. Giá thành làm cái cây mai này thì cũng rất là rẻ thôi, không có gì gọi là đắt đỏ hết á. Đó, làm vậy là ok rồi. Cho không khí ngày Tết ha. Đó, mọi người nhìn đó. Đây là một cái cây mai mình làm đó, anh tự làm đó, cho mọi người coi cũng đâu có thua kém gì mai thiệt ha, rất là ok đó. Rồi, để cho cái không gian trong nhà được sinh động và đẹp hơn và có tính thiên nhiên hơn mà mang đậm cái không khí ngày Tết đó, thì mình cũng mua những cái giỏ lan như thế này nè. Lan giả đó, không phải lan thật đâu ha. Đó, nó là vai giả thôi, nhưng mà nhìn cũng rất là sinh động và tươi tắn ha, rất là bắt mắt. Thì cái giỏ lan như thế này thì giá cũng mềm ha, chứ nó không có mắc, nên nó mắc lắm đâu. Giá phải chăng lắm. Thì ở Việt Nam á, dọc bên đường á, người ta bán rất là nhiều. Thì mình mua cái giỏ lan thế này nè, những giỏ hoa giả thế này, cái này là hoa lan giả ha, đủ sắc màu hết, đỏ, tím, trắng, đủ sắc màu hết. Nhưng mà mình thì mình vẫn thích lựa cái màu đỏ hơn, tại nó có không khí ngày Tết hơn. Đó, mua cái như thế này nè, và mình treo lên trong nhà đó, trang trí trong nhà. Hoặc có thể là treo bên ngoài cũng được, nhưng mà mình muốn treo trong nhà cho nó nhìn cái căn phòng mình nó được sặc sỡ hơn ha, mang đậm không khí ngày Tết, màu đỏ nè, nhìn nó có vẻ
thiên nhiên hơn ha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành là mình treo cái giỏ lan lên trên sàn nhà cho nó đu xuống nhìn cho nó được đẹp hơn ha. Ok, thì để treo cái giỏ lan này lên á, treo giỏ lan lên á, đầu tiên mình sẽ cột sợi dây lên trên này trước nè, đó. Sau bắt đầu mình sẽ móc cái này vô, móc này vô đây, đó, cho nó đua xuống. Chứ mình không có treo sát lên trên, treo sát lên trên thì cái này nó cao quá, người ta nhìn, người ta vô á, và người ta nhìn cái giỏ lan của mình nó cao quá, người ta phải ngẩng cổ lên, người ta nhìn rất là khó chịu ha. Thì mình cột cho nó thẳng qua nè, đó, nhìn cho đẹp. Sau bắt đầu mình căng chỉnh lại xíu, là cái giỏ này nó lúc mình mua để cho trong cọc á nó hơi bị gấp lại, nó không được đẹp lắm, cho nên giờ mình căng chỉnh tay này xíu lại cho nó đều lại, nhìn cho đẹp đó. Đó, đẹp ngay thôi. Đó, giống như là có giỏ lan trong nhà vậy đó. Lan đỏ ha, không khí ngày Tết rất là nhiều, rất là đẹp. Căng chỉnh cái sợi treo này cho nó đều, cho nó đẹp. Thì mình nếu mà nhà rộng á, mình mua nhiều cái chậu này nè, mình treo lên thì nhìn cái phòng của mình nó được nhiều hoa hơn, nhìn nó đẹp hơn ha. Đó, này, này là ok, rất là đẹp. Đó, tạm thời là ở vậy đi, mình sẽ treo lên một chậu cái này, giờ mình sẽ treo tiếp chậu kia nữa. Ok, mình có hai chậu ha. Giờ còn chậu này nó mình treo tiếp cái này luôn cho nó đẹp. Mình đã chuẩn bị sẵn cái dây này rồi, thì móc vô thôi. Đó. Treo tiếp lên cho đẹp. Chỉnh này lại cho nó đẹp. Ok, thì mọi người nhìn nè, đó, sau khi mình treo xong á, treo xong hai giỏ lan lên đó, mọi người nhìn thấy không, rất là đẹp đó, nó làm cho căn phòng mình nhìn nó được sinh động hơn ha, màu đỏ rất là đẹp, không khí ngày Tết nhìn cái phòng của mình nó rực rỡ hơn, giống như là có giỏ lan treo nhà vậy đó. Đó,
thì mình treo lên như vậy nè, đó là mình trang trí cho nó đẹp. Thì đơn giản chỉ có như vậy thôi. Mình ngày Tết mà mình lúc nào cũng quy về hoa thôi, hoa nhiều thì nó đẹp ha. Đó, treo lên vậy là ổn rồi. Thì sau khi mà trang trí xong á, cái phòng của mình nếu mà đi từ đằng trước vô á, nó sẽ như thế này nè, đó. Nhìn cũng rất là ok ha. Thì đây là những cái cách mà mình trang trí cũng như là dọn dẹp nhà cửa để đón cái dịp Tết Nguyên Đán nè, Tết năm mới hay là 17. Thì những cái cách này mọi người đều có thể tự làm được ha, để trang trí dọn dẹp nhà cửa mình cho nó được đẹp hơn. Thì chúng ta đón một cái Tết nó thật là ấm cúng và ấm áp hơn ha. Hello, xin chào mọi người. Thì mình vừa chia sẻ với mọi người về cái việc mà mình trang trí cũng như là dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cho cái Tết Nguyên Đán sắp đến, cái Tết 2017 đó. Thì rất cảm ơn mọi người đã xem cái video này của mình. Nếu mà thấy thích cái video này á, mọi người hãy chia sẻ nó cho những người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn vào cái nút like và subscribe để nhận được những cái video chia sẻ mới nhất của kênh cũng như là ủng hộ cho kênh. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video chia sẻ tiếp theo. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe.